Chân dung Sonia, nữ hoàng trộm cắp khét tiếng lịch sử Nga, với thành tích lẫy lừng trong nghề đạo chích và vẻ ngoài ưa nhìn mà Sofia Blostin được phong thành nữ hoàng trộm cắp. Sofia Blostin, còn gọi là Sonia bàn tay vàng, có lẽ là tên trộm chuyên nghiệp nhất, thông minh nhất và hành nghề lâu dài nhất tại Nga. Cuộc đời của nữ hoàng trộm cắp này kịch tính đến tận hơi thở cuối cùng. Sofia Blostin giành được biệt danh nữ hoàng trộm cắp Nga là nhờ ngoại hình đẹp sắc sảo, tính chuyên nghiệp máu lạnh và tài năng diễn kịch trời phú. Mỗi vụ trộm mà cô ta tiến hành đều là một show diễn tỉ mỉ. Sonia thường ăn mặc sang trọng, điềm nhiên bước vào các khách sạn hạng sang. Các thao tác, điệu bộ của siêu trộm này trông hệt như một quý bà. Giờ ta giả trang này mà ít người để ý đến Sonia khi cô ta đi qua các ngóc ngách của khách sạn để điều nghiên trước. Sonia biết rằng khách khứa trong khách sạn thường có thói quen tiệc tùng vào buổi tối và ngày hôm sau sẽ ngủ muộn đến tận trưa. Vì thế, ngay khi trời chưa sáng, Sonia đã xỏ đôi dép mềm và giáo giáp tìm ai hớ hên đồ đạc để lấy. Sonia chú ý đến những cửa phòng mở hay sử dụng cần trục và nhẹ nhàng tiến vào các phòng nơi khách khứa đang say sưa giấc nồng để thó những chiếc túi dày cộm tiền. Nhưng nếu chẳng may khách thức giấc bất ngờ thì sao? Nữ đạo chích không hề nao núng. Chỉ trong vài giây đó, Sonia lại gây ngạc nhiên cho các vị khách trước hình ảnh một quý bà xinh đẹp trong phòng của họ. Nếu khách là quý ông lớn tuổi, Sonia sẽ giả cách đã mặt, lý nhí cho rằng mình mắc lỗi và rút em khỏi phòng cùng với tiền của nạn nhân. Nếu khách tỏ vẻ quan tâm tới vẻ bề ngoài của Sonia, thì cô ta sẽ hành động khác, đại lý do đã nhầm lẫn vào phòng. Nhưng ánh mắt tình tứ ngụ ý rằng rất vui khi ở đó với quý ngài đẹp trai. Sau màn giả nai và đợi cho khách ngủ tiếp đi vì mệt, Sonia lại điềm nhiên cũng tiếp và nhanh chóng rời khỏi phòng. Nếu bị gác cửa giữ lại, Sonia không ngại hối lộ cho người này kiểu như một khoản tiền tip và lận thật nhanh. Sonia không chỉ là một gái làng chơi đơn thuần, và cô học được ngón nghề ăn cắp từ khi còn bé. Sonia sinh vào khoảng năm 1850 tại vùng Warsaw, Ba Lan, ngôi làng cô lớn lên gần biên giới, nơi hoạt động trộm cắp, buôn lậu, cướp bóc diễn ra phổ biến. Từ thời niên thiếu, Sonia đã mê mẩn những chiếc váy sang trọng và niềm say mê lớn nhất của cô là vàng và kim cương. Năm 15 tuổi, Sonia rời nhà, cưới một thương nhân, người sau đó nhanh chóng bỏ cô vì thói trăng hoa. Người chồng thứ hai là Michael Blossman, một tay cờ bạc chuyên nghiệp, đã truyền nghề trộm cắp và gian lận cho cô. Sonia nhanh chóng nổi tiếng hơn cả chồng và bắt đầu làm ăn một mình. Cô khét tiếng với tài cao, chạy xa bay sau khi thực hiện tội ác. Nếu cần, Sonia có thể quyến rũ bất cứ người đàn ông nào, từ cảnh sát, nhà điều tra đến cai ngục, lính canh, thậm chí hoàng tử, bá tước hay các vị tướng. Khi quyến rũ đàn ông, Sonia toát lên vẻ thành thật trong tình yêu và đầy đam mê. Nhiều người đã đánh liều tất cả chỉ để có vài tiếng ngủ cùng với cô, để rồi mất cả gia đình và địa vị. Nhờ mối quan hệ với nhiều người địa vị, Sonia đã nhiều lần thoát khỏi bàn tay pháp luật. Cô trở thành một huyền thoại sống trong giới đạo chích Nga. Khả năng thoát khỏi cánh tay dài pháp luật của cô đã thu hút rất nhiều đệ tử muốn được về làm việc dưới trướng mẹ, hai nữ hoàng như cách mà họ tôn xưng Sonia. Trong suốt sự nghiệp của mình, Sonia đã khoáng hậu như các tiệm trang sức lớn ở Nga. Tiền kiếm được nhiều nên Sonia ăn chơi xả láng và cho hai con gái sang Pháp du học, không muốn chúng nối nghiệp mẹ. Tại nghĩa trang Vagankov ở thủ đô Moscow có một ngôi mộ kèm một bức tượng tạc hình một phụ nữ được phủ vải, bia mộ đẹp Blushland, và bức tượng được khắc rất nhiều dòng chữ. Nhiều kẻ giang hồ thường kéo tới ngôi mộ để bày tỏ lòng kính trọng người nằm dưới nghiệt, để lại lời cầu chúc và các thông điệp, và đôi khi có cả hoa tươi hay một món trang sức rẻ tiền. Sự nghiệp của nữ hoàng đạo chích đã bị hại bởi chính người đàn ông bà yêu, Kosubik, cả người tình nghiện cờ bạc. Sau những lần thua bạc nặng nề, đã sống ăn bám vào Sonia. Nữ hoàng trộm cắp buộc phải dấn thân vào những vụ trộm rủi ro hơn để kiếm đủ tiền chu cấp cho người tình. Hơn nữa, thời điểm đó Sonia đã quá khét tiếng, đến mức cảnh sát luôn bám riết cô. Năm khoảng 40 tuổi, Sonia bàn tay vàng bị bắt và đầy đến đảo Sakhalin với cùm xích dưới chân. Nữ tặc khét tiếng qua đời năm 1902 tại Sakhalin và được chôn cất tại đó. Năm 2007, các nhà làm phim Nga đã từng thực hiện bộ phim Sonia bàn tay vàng dựa trên cuộc đời có thật của Sofia Blostin. Mộc Miên TH